Kinh hãi trước cơn lốc lửa Tornadoji của Nga, Ukraine ngậm ngùi nhìn Wagner cắm cờ khắp Bakhmut. Các bạn thân mến, sau khi tuyên bố kiểm soát 100% thành phố, cuộc chiến dài hơi, hao người tốn của ở Bakhmut đã đi đến hồi định đoạt. Điều này được xác nhận bởi chính Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông ấy chúc mừng các lực lượng Wagner và quân đội Nga trong việc hoàn thành chiến dịch ở Bakhmut. Song song với đó cũng có những thông tin về việc quân đội Nga trang bị pháo phản lực Tornadoji khiến Ukraine tổn thất nặng nề và mất đi thế chủ động trong một cuộc phản công dự kiến. Đồng thời, sự thất thủ này như một đòn giáng mạnh mẽ vào uy tín cũng như niềm tin của các nhà tài trợ phương Tây. Chính quyền Kiev sẽ mất đi sự ưu ái vì quá yếu kém trên chiến trường. Trước khi đến với những bước ngoặt quan trọng trên chiến trường, chúng tôi sẽ thông tin về việc quân đội Nga đang trang bị rộng rãi hệ thống pháo phản lực nguy hiểm. Pháo phản lực phóng loạt Tornadoji là một trong những vũ khí uy lực của quân đội Nga. Mỗi loạt tấn công của loại vũ khí này thường sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho đối phương. Hệ thống được mệnh danh là cơn lốc lửa, có bệ phóng 40, nòng cỡ 122mm, được đưa vào biên chế từ năm 2014. Tornadoji được coi là bản nâng cấp đáng giá từ hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô phát triển. Tên lửa được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornadoji có thể mang đầu đạn nặng 40kg, có khả năng xuyên giáp dày từ 60mm đến 100mm. Tornadoji có thể bắn ra nhiều loại đạn như đạn rocket chứa đầu đạn con có khả năng dẫn đường, xuyên giáp, đạn rocket lắp đầu đạn nổ phá mảnh. Ngoài ra, chúng còn được trang bị loại đạn rocket đặc biệt để gia tăng tầm tác chiến gấp rưỡi so với đạn thông thường. Theo tính toán, một loạt bắn 40 viên đạn của Tornadoji có sức sát thương bao trùm diện tích 48 hectare và sẽ chỉ mất 38 giây để thực hiện một loạt bắn gây ra sức công phá rất lớn. Xe tải Uran chở tổ hợp pháo này tốc độ đường trường tối đa là 85 km/h và có thể di chuyển trong phạm vi tối đa 650 km mà không cần tiếp liệu. Xe được trang bị hệ thống lốp tiên tiến giúp tăng cường khả năng di chuyển và khả năng vượt địa hình của xe. Nhờ những tính năng này mà tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Tornadoji có thể di chuyển dễ dàng và nhanh chóng sau khi tấn công để tránh hỏa lực phản pháo của đối phương. Nga thường sử dụng hàng loạt hệ thống pháo phản lực phóng loạt này để tạo ra sức mạnh áp đảo trước đối thủ trên nhiều mặt trận. Nhờ kết hợp thêm máy bay không người lái đóng vai trò như mắt thần trên chiến trường, sức mạnh từ tổ hợp pháo phản lực này lại càng tăng lên. Bởi vậy, trên chiến trường đã có những thay đổi rõ rệt. Đúng 12 giờ trưa, ngày 20 tháng 5 năm 2023 theo giờ địa phương, ông Prigozhin, thủ lĩnh lực lượng Wagner tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ thành phố này. Vài giờ sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận thông tin trên. Video được đăng tải trên Reuters cho thấy các binh sĩ của Wagner cầm cờ Nga và cờ Wagner cắm ở nhiều địa điểm khác nhau tại Bakhmut sau khi lực lượng này tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố. Ông Prigozhin nhấn mạnh, vào buổi trưa ngày hôm nay, phần cuối cùng của một khu vực nhà cao tầng nơi các lực lượng Ukraine bám trụ trong thời gian qua đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, trong tuyên bố ngày 21 tháng 5, văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các lực lượng Wagner và quân đội Nga về thành công ở đây. Tuyên bố có đoạn, Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các đội tấn công Wagner cũng như tất cả các quân đội Nga. Tuyên bố có đoạn, Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các đội tấn công Wagner cũng như tất cả quân đội Nga, những người đã hỗ trợ và bảo vệ hai bên sườn với việc hoàn thành chiến dịch ở Bakhmut. Những người đã có đóng góp nổi bật trong trận chiến này sẽ được đề nghị tặng thưởng các huân chương cấp nhà nước. Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ cho biết Bakhmut hiện chỉ còn ở trong trái tim chúng tôi. Liệu đây có phải là lời ngầm thừa nhận sự thất bại của chính quyền Kiev ở thành phố chiến lược này hay không? Điều trùng hợp là vào ngày này một năm trước, tức là 20 tháng 5 năm 2022, quân đội Nga đã kiểm soát được Mariupol. Nhân sự kiện này, hãy cùng nhìn lại một số sự thật xung quanh một trận đánh có thể là bản lề trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Lâu nay, Ukraine luôn gọi Bakhmut là pháo đài và cho rằng mất đi thành phố này thì họ sẽ mất toàn bộ Donbass, thậm chí mất đến tận bờ đông sông Dnipro. Suốt 8 năm từ sau sự kiện Crimea về với nước Nga, NATO đã giúp Ukraine xây dựng thành phố này thành một pháo đài lớn, dường như là bất khả xâm phạm. Bakhmut tuy không quá lớn, chỉ có hơn 7 vạn dân sinh sống trước chiến tranh, nhưng lại có vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, với nhiều tuyến giao thông chạy qua. Nó đóng vai trò chốt chặn, không cho quân đội Nga triển khai sâu hơn về phía Tây để chiếm được toàn bộ Donbass. Mất Bakhmut thì thực tế là tuyến phòng thủ này có thể tan vỡ nhanh chóng. Chính vì thế, nhiều tháng qua, Ukraine luôn nỗ lực bảo vệ Bakhmut, liên tục dồn quân về đây, bất chấp những lời tư vấn của đồng minh phương Tây về những tổn thất quá lớn.
Có lẽ vì họ mới chính là những người hiểu rõ nhất về tầm quan trọng của Bakhmut trong cuộc xung đột này. Hôm nay, pháo đài Bakhmut đã thất thủ. Bất chấp mọi nỗ lực của hơn 80.000 lính Ukraine hoạt động theo mặt trận này, chưa kể lực lượng dự bị được triển khai lại từ các hướng Kharkov, Svatovsky, Krasnolimansk, Zaporizhia. Quân đội Ukraine và đồng minh đã chiến đấu đến phút cuối cùng, mặc dù bị tổn thất nặng nề nhưng cũng không giữ nổi thành phố này. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, tổn thất của Ukraine tại đây lên đến 5 vạn người. Lực lượng Wagner cũng chịu tổn thất đáng kể trong các trận chiến giành thành phố. Có những ngày, thủ lĩnh Prigozhin của họ có lên mạng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Nga hãy cung cấp vũ khí và bày ra sau lưng mình những thi thể lính Wagner, cho rằng họ đã chết vì thiếu vũ khí. Thực tế thì câu chuyện này cũng chưa chắc đã đáng tin vì binh bất yếm trá, có thể đó chỉ là một chiêu thức của thủ lĩnh Wagner và quân đội Nga mà thôi. Truyền thông phương Tây có nhận xét rằng trận Bakhmut có phải là chiến thắng bản lề của Nga hay không. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, trục trặc, tổn thất, chiến dịch tấn công thành phố này đã kết thúc. Ukraine mất đi một trong những thành phố quan trọng ở Donbass, chịu tổn thất khủng khiếp về nhân lực và thiết bị, buộc phải điều chỉnh kế hoạch cho các hoạt động khác. Đồng thời, sự thất thủ này như một đòn giáng mạnh mẽ và uy tín cũng như niềm tin của các nhà tài trợ phương Tây. Người dân Ukraine có thể cũng sẽ tạo áp lực, yêu cầu chính quyền của mình ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Theo luật của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Bakhmut đã đi vào lịch sử kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023. Thành phố này trên thực tế về mặt pháp lý đã có tên là Artemov, tên do Nga đặt trước đây. Sau chiến tranh, cư dân địa phương sẽ có cơ hội quay lại cuộc thảo luận về tên của thành phố và họ sẽ quyết định xem chọn cái tên nào. Dẫu sao đi nữa, việc kiểm soát được Artemov đã kết thúc một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt này. Nó giúp quân đội Nga có lợi thế quyết định để kiểm soát toàn bộ Donbass. Nhưng những trận đánh còn lại cũng không hề dễ dàng với ai. Người Ukraine không dễ bị khuất phục và trước mắt sẽ còn nhiều khốc liệt. Quân đội Nga còn phải đối phó với những cuộc tấn công của binh sĩ Ukraine và các vùng ngoại ô của Bakhmut. Mặc dù tổn thất lớn, những người Ukraine chưa từ bỏ hy vọng phản công giành lại các ngoại ô của thành phố này để tạo áp lực lên chính thành phố. Chúng ta biết rằng, chiến tranh luôn là ác mộng với cả nhân loại, nhưng đáng tiếc là lịch sử nhân loại cũng hình thành qua những cuộc chiến tranh. Bản năng giành giật không gian sinh tồn dường như đã ăn sâu vào ADN của mọi sinh vật dưới ánh mặt trời. Nếu nói về lý lẽ thì cả Ukraine và phương Tây đều có những cơ sở của mình. Nhưng quan điểm của người Nga lại khác, họ cho rằng những mảnh đất phía đông Ukraine thuộc về họ cả về mặt lịch sử lẫn nhân khẩu học, ngay cả về mặt pháp luật quốc tế. Đáng tiếc rằng, chính phương Tây đã tạo ra tiền lệ Kosovo khi mà người dân tự bỏ phiếu ly khai và được phương Tây công nhận. Các tỉnh mới sáp nhập vào Nga từ Ukraine cũng đi theo đúng quy trình đó. Vậy nên người Nga mới phẫn nộ cho rằng phương Tây duy trì chính sách ngoại giao nước đôi và không trung thực. Là một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến đau thương với các cường quốc xâm lược để giành độc lập tự do, chúng ta hiểu hơn ai hết về cái giá của hòa bình và chỉ mong cuộc chiến này sớm chấm dứt. Các bên liên quan tìm được một lối thoát chung, giữ hòa bình cho chính họ, cho châu Âu và cho toàn nhân loại. Sự thất bại của chính quyền Kiev trên chiến trường là một phần nguyên nhân do họ quá dựa dẫm vào vũ khí của phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, vũ khí chưa bao giờ là giải pháp cho hòa bình, nó chỉ kéo dài chiến tranh và gây thêm thương vong không đáng có. Hơn thế nữa, vũ khí của NATO chưa chắc đã thay đổi được cục diện trên chiến trường, bởi vì một quả tên lửa Kinjal của Nga đã gây thiệt hại nửa tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Nga Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovanov khẳng định rằng Patriot, hệ thống phòng không được quảng cáo dùm beng của Mỹ, đã phải đối chọi với mũi dao găm Nga Kinjal, một loại vũ khí mà nó không có khả năng chống lại. Sputnik dẫn bài viết của tạp chí Military Watch cho rằng, nỗ lực bắn hạ tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinjal của Nga hóa ra lại khiến hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ mất trắng toàn bộ 32 tên lửa trên 8 xe phóng. Không những thế, nó còn phải chịu thiệt hại nặng nề. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, lực lượng không quân nước này đã sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinjal phóng từ máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31K để phá hủy một trạm radar đa chức năng và 5 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chế tạo ở Ukraine. 32 tên lửa Patriot nhằm vào tên lửa đạn đạo Kinjal đã thất bại với mỗi quả trị giá 3 triệu đô, tổng chi phí phòng chúng là 96 triệu đô. Vào ngày 18 tháng 5, Lầu Năm Góc tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã sửa chữa xong hệ thống phòng không bị hư hỏng này. Tuy nhiên, giới chuyên gia chỉ ra, với việc bị tên lửa đánh trúng, 5 xe phóng và trạm radar của Patriot chỉ có thể được thay thế chứ không thể sửa chữa được. Như vậy, Ukraine đã hao tổn gần 100 triệu đô la mà không bắn hạ nổi một tên lửa Kinjal, để quả tên lửa của Nga phá hủy tổ hợp trị giá tới 450 đến 550 triệu đô, tùy theo loại cấu hình. Thất bại của hệ thống phòng không Patriot thực sự là một cú sốc rất mạnh đối với người Mỹ, nhưng đối với các chuyên gia quân sự, điều đã có thể được dự đoán trước.
hệ thống phòng không Mỹ được quảng cáo rất nhiều. Nhưng trên thực tế, mấy thập kỷ ra đời, tổ hợp Patriot đã không trải qua bài kiểm tra chiến đấu nghiêm túc nào, ngay cả trong chiến tranh vùng vịnh 34 và trong chiến tranh Iraq, vì đối thủ của Mỹ yếu hơn họ rất nhiều. Thế nhưng hiện nay, Patriot phải đối mặt với một loại vũ khí mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ đụng độ, được coi là không có phương tiện nào chống trả được. Do đó, việc 32 tên lửa đã bị mất khi cố gắng bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga là điều hoàn toàn dễ hiểu. Việc tung hô rầm rộ các tính năng siêu việt của hệ thống phòng không Patriot cho thấy nó mang tính quảng cáo bán hàng nhiều hơn là hiệu quả chiến đấu thực sự. Khi phải chống lại một loại vũ khí mạnh, bộ mặt thật của nó đã lập tức lộ rõ. Tín hiệu xấu đang đến với người Mỹ, trước hết là đến với hãng sản xuất tổ hợp Patriot là tập đoàn Raytheon. Sau khi tổ hợp Patriot của Ukraine bị phá sản, thì giá cổ phiếu của tập đoàn này đã ngay lập tức sụt giảm. Nếu trong tương lai, hệ thống Patriot còn lại của Ukraine bị phá hủy nốt, niềm tin của các đồng minh và tổ hợp phòng không sẽ chạm đáy thất vọng. Khi đó, điều tồi tệ sẽ xuất hiện với tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ Raytheon. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.